Ok, chúng ta sẽ trải nghiệm sâu hơn về cái tính năng Revit Importer. Các bạn bấm vào một cái file bất kỳ, một cái file Revit bất kỳ và để chúng load vào. Ví dụ mình có một cái file nhà 4 tầng Revit ở đây, mình sẽ import vào nhé. Thì tùy theo mức độ phức tạp của công trình, nặng nhẹ khác nhau thì cái thời gian load thì vào trong SketchUp 2023 cũng sẽ khác nhau. Thì đây là một tính năng mới có trong phiên bản 2023, cũng là một tính năng rất là nổi bật và các bạn có thể trải nghiệm qua. Các bạn có thể import vào những cái file Revit từ bản 2011 trở đi và các bạn có thể import vào trong SketchUp được. Nếu mà các bạn đang sử dụng SketchUp 2022 á. À đây rồi. Import xong rồi. Và đây, đây là cái mô hình Revit 4 tầng của mình. Mọi thứ khá là chuẩn, thể hiện khá là sắc nét. Nó đã được import qua và đã được quản lý theo những dạng group và component. Ngoài ra thì nó đã được chia theo các tag, ví dụ như là tag về tường, cửa sổ vân vân. Mình bật tag để các bạn xem nhé. Nó được tách riêng ra và nó chuyển cái sơ đồ quản lý theo như Revit các bạn quản lý như thế nào á, thì khi mà các bạn import qua thì nó sẽ vào cái mục tag này, nó quản lý trên cái mục tag này luôn. Phần mái nè, thì lúc nãy mình có nói là nếu mà các bạn nào mà sử dụng một cái phiên bản 2021-2022 thì các bạn muốn sử dụng cái Revit Importer hay là trải nghiệm dùng thử thì các bạn có thể tải trên Extension Warehouse nha, tải về trực tiếp luôn. Về phần cầu thang, nhận được chia ra những cái tag rõ ràng. Đây là một tính năng mà mình thấy là sẽ giúp rất nhiều cho những anh em kỹ sư, kỹ thuật sư sử dụng nhiều với cái quy trình làm việc có sử dụng Revit và SketchUp, thì chúng ta có thể trao đổi qua lại những cái dữ liệu từ Revit và SketchUp trở nên nhanh chóng hơn. Bình thường thì những cái file Revit có thể import qua SketchUp thông qua những cái định dạng khác như là IFC hay là DSF. Thì trong phiên bản SketchUp 2023 này thì các bạn có thể trực tiếp import file Revit vào luôn, thì chắc chắn là cái độ chuẩn xác và cái sự mà lưu giữ được những cái dữ liệu chuẩn thì thông qua công cụ này chắc chắn nó sẽ cao hơn so với những cái công cụ trước đó rồi. Ngoài ra thì nó còn import luôn cả cái phần section, cái phần mặt cắt. Ở đây mình có những cái mặt cắt của từng tầng luôn, thì mình có thể click up vào để mình xem nè. Thì quá là tiện luôn. Khi mà các bạn có thể import cái công trình của mình vào SketchUp và mình xem được cái section của cái ngôi nhà luôn, từng tầng một. Các bạn có thể tùy chỉnh được cái view để mình xem cái view mặt bằng của nó. Đây, ví dụ mình có cái mặt cắt tầng 2 này, đây mình sẽ chỉnh lại một chút để mình xem cái view mặt bằng nha.
Ok, mình có cái view mặt bằng này. Ví dụ mình import qua SketchUp thì mình có thể đẩy qua layout để mình dàn trang ra bản vẽ luôn cũng được.